Em chào các bác. Đây là hôm nay là hiện tại là đang mùa của hắc kim cương các bác. Nó có thể là nở trước hôm nay và nó có thể bây giờ cũng nở. Thì cái này nó khá là vui. Thì nó lòng cây cũng khá là hay các bạn và thân củ cũng khá là đẹp. Hoa thơm, được cái là hoa thơm và rất là dễ chịu. Bông nó hơi bé thôi nhưng mà được cái là dày bông các bạn. Cần mỗi một cần hoa nó khoảng đều trên 100 bông hết, 100 đến 150 200 bông vì to nhỏ. Rất là nhiều bông các bạn. Bông nó bé một chút nhưng mà lại rất là thơm. Thì ở đây là cũng là một cây khá là hay, hắc kim cương. Các bạn có thể chơi thân củ lá nó cũng ok. Nhưng mà nó hơi to hơn nên là phải rộng một tí, nó to các bạn. Cần hoa cũng dài nữa. Và cái này cần hoa nó cong các bạn nhá. Cần hoa cong chứ nó không gọi là nó không rủ ra như là ví dụ như kiếm vị hoàng xanh Huế, Phan Chí nó dài nó rủ luôn. Nhưng cái này nó cong như cần câu quá, rất là hay. Thì cây hắc kim cương hoa nó vậy rồi các bác. Hoa màu đen là các bác biết là nó hắc mà. Hắc là tối, màu đen. Và thân củ của nó thì rất là phê các bạn. Được cái đó rất to. Nếu anh chị nào chơi thích to thì nên chơi cái này. Củ của nó đây các bác nhìn to hơn củ tay rất là nhiều luôn. Củ bé, ví dụ như một cái củ tơ, nó đẻ ra hai củ đấy. Thì cái củ tơ trước nó thuần chậu nó rất là to luôn. Và nó đẻ ra hai củ nhỏ hai bên này thì nó bé một chút. Nhưng các bạn cũng vẫn rất là đẹp. Củ mẹ rất là to các bác nhé. Và đến lứa thứ hai khi nó ổn định thuần chậu thì cái củ nó lại to lên bình thường các bạn. Đây, cái này thì là nó lá nó dài khoảng từ 50 đến 1 mét các bạn nhé. Từ 50cm đến 1 mét. Những cái lá ngắn là dài khoảng 50. Còn những lá dài thì 1 mét hơn 1 mét. Mét 1, mét 2 các bạn. Và nó có chữ V, lòng máng khá sâu. Chữ V khá lõm, khá sâu các bạn. Và nhìn chung là lá nó dựng cũng khá là đẹp. Lá cứng các bạn nhé, không mềm. Lá cứng dựng thẳng lên. Trừ khi nó mất nước thì nó mới cong thôi. Chứ còn lại là nó cứng, lá cứng đẹp. Củ của nó cũng to tròn, cao khoảng 10 đến 15 cm. Nếu củ to, củ bé khoảng 5 cm các bác nhé. Củ to đạt trưởng thành của nó khoảng cao khoảng tầm 15 cm và to đường kính chắc khoảng tầm 5-6 cm các bạn. Đó loại rất là to đẹp. Cần hoa của nó ra sát gốc, không khác gì những cây lan kiếm khác cả. Cây hắc kim cương. Cái này thì nó là mang về Việt Nam cũng khá lâu rồi và hiện tại là nhân giống tách chiết. Cây này Đài Loan nhiều, Thái có các bác nhé. Thái có, Đài Loan có. Hoa rất là đẹp, thơm. Cây Đài Loan thì bao giờ nó cũng chất lượng tốt hơn và giá thành nó sẽ cao hơn. Hoặc là như những cây mà tách chiết bây giờ thì nó cũng nhìn chung dễ chơi hơn rất là nhiều rồi. Ngày xưa cách đây khoảng tầm những lúc em mới làm á, mới làm lan từ năm khoảng năm 2013-2014 á. Tầm đấy nó còn ít, chứ giờ thì nó dễ rồi, mà nó nhiều quá. Thì cây hắc kim cương này nó là một cây rất hay. Hoa thơm, màu sắc lạ các bạn. Màu sắc rất lạ. Nếu mà để nói chung về những cây gọi là những cây lan kiếm á, thì cái màu này nó là màu sắc lạ, ít có. Khuôn hoa nhỏ. Thì đấy nó cũng là một cái mà em thấy là lạ. Và kiểu là nó không giống với mấy cây cơ bản của mình ấy. Thì mình sưu tập nhiều loại thì là vườn mình sẽ rất là phong phú và nhiều mặt bông. Mình chơi sẽ tìm hiểu được một nhiều mặt bông hơn, đa dạng hơn và phong phú màu sắc. Thì vườn của mình nó nhiều hoa, mình chơi sẽ nhiều cảm xúc, nhiều cảm nhận các bạn. Thì đây là một cây khá là hay. Các bác mà chơi nghiên cứu có cần tư vấn thì cứ liên hệ với em nhé. Em cảm ơn tất cả các bác. Em chào các bác.